tất cả cô chú anh chị các bạn nha. Hiện tại em đang có mặt ở chợ Tịnh Biên. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày cuối tuần, thì khách du lịch hôm nay đến đây rất là đông luôn. Đó, đây là đoạn đường phía bên ngoài cổng chợ nè. Đó, đường này sẽ dắt chúng ta đi Hà Tiên luôn nha cô chú anh chị các bạn. Hiện tại thì xe khách du lịch đi đến đây rất là đông luôn, xe đậu một khúc tới đằng kia luôn các bạn. Trong nhà xe thì kín mít xe luôn. Đó, hôm nay rất là đông nên em đi chợ lại cho tất cả mọi người cùng xem hôm nay chợ có bán những gì nha. Kẹt đường luôn các bạn, rất là đông. Rồi em mời tất cả cô chú anh chị các bạn cùng em đi vô chợ Tịnh Biên nha. Chợ này em cũng đã từng đến đây và em có quay chợ Bách Hóa chứ không phải là chợ Tịnh Biên, tại vì ở đây có hai chợ luôn bạn. Một là chợ Tịnh Biên bán những cái món đồ rất là độc lạ luôn, đồ Thái nữa. Một chợ là chợ Bách Hóa bán rau củ quả. Đó, em đi từ phía bên đây qua trước nha. Đây chợ Tịnh Biên. Đó, em đi bắt đầu từ bên đi qua đây qua, đi qua bên kia nha. Bên đây cũng xe đậu chật cứng luôn, hết chỗ đợi đậu luôn mọi người. À, phía trước á, thì bà con thường bán những trái me, trái mây đặc sản của Tịnh Biên nha các bạn. Những trái mây nè, rồi những trái me. Đó, mình sẽ bắt đầu đi từ đây. Phía bên trong đây là bán cũng rất là nhiều đồ lắm. Xíu nữa mình đi một vòng để quay cho cả mọi người cùng xem những cái món đồ ở trong đó nha. Đây những trái mây đây các bạn. Đó, trái mây rất là to. Đây mây đây. Dạ đây mây Thái đây. Đó, mây này mây Thái hả cô? Đó, đây mày thấy các bạn, thấy là mình ăn liền ha. Ăn liền, đó. Đây là me chín các bạn. Còn đây là me nấu canh chua hả cô? Dạ me nấu canh chua nha các bạn. Đó, quay cận cảnh cho mọi người xem luôn. Me nấu canh chua, còn đây là me Thái. Me Thái bên này nhiêu ký hả cô? Cái này 70. 70. Cái này 60. Dạ, này là 60 các bạn. Còn bên đây là 70. Đó. Dạ để con quay lại một xíu mọi người mua hết cái gánh luôn á. Dạ cảm ơn cô nha. Đây chị bán nem đây. Đó, nem này nem gì hả chị? Nem Lai Dung các bạn. À, đặc sản của Lai Dung nha. Đó, chục là nhiêu hả chị? Chục 35.000 nha các bạn. Đó, chục 35.000 các bạn đi mua thì ghé đây mua ủng hộ chị nha. Chục 35.000 thôi. Ở đâu bán 35 hết trơn hả chị? Dạ đúng rồi. Dạ. Ở đâu bán cũng 35.000 hết các bạn. Đó. Hôm nay khách đi đến đây đông vui lắm các bạn. Từ sáng giờ luôn á. Đây cô bán xoài nè. Đó. Xoài đẹp luôn. Xoài này xoài gì cô? Xoài thanh ca các bạn. Đi ngang nghe mùi. Xin chào cô. Dạ. Đó các bạn. Xoài thanh ca quá trời đẹp luôn. Đi ngang có mùi thơm luôn các bạn. Dạ dạ. Dạ dạ cảm ơn. Đây bạn những trái mây. Ba,
Đây bạn, những cái me đã trộn đường rồi nè. Nó me này đã trộn đường rồi nha các bạn. Còn ở đây là trái mây ăn chua chua ngọt ngọt. Đó. Trái mây mùa này nó bự lắm các bạn. Trái mây ở ở đây với lại nước cấm là nhiều lắm. Đây phía bên trong đây có bán rất là nhiều các bạn, quần áo may sẵn rồi và lưu niệm mỹ phẩm nữa, đủ loại luôn đó. Lát mình sẽ đi vô bên trong chợ các bạn để quay cho các bạn coi một vòng nha. Bây giờ mình sẽ đi bên ngoài trước. Dạ đợi em đi ngoài một xíu lát em đảo vô. Ở đây là những cái gian hàng me không ạ. Đây có bán thốt nốt nè. Đó. Đây là trái thốt nốt. Xin chào cô. Cho con mấy thốt nốt xíu nha cô. Dạ. Cô ở đâu bán hả cô? Cô ở đây luôn hả? Dạ. Cô bán này ký nhiêu? 70 hả? Lấy con nửa ký nha. Dạ. À, đây là trái thốt nốt nha bạn. Đó. Đây là cô chồng nhà hay là cô dạ, dạ. Của nhà luôn ha. Dạ. Để con bóc của con nha. Các bạn trái thốt nốt nè. Gọt ra rồi á. Mình gọt ra rồi thì nó cái màu nó rất là hấp dẫn. Đó. Cái ruột của nó ngon lắm. Mấy ngày nay khách đông không cô, hay là chỉ có bữa nay thôi à? Bữa chủ nhật với thứ bảy nè. Dạ, là đông ha. Thử trước mua sau cho mấy cô. Nhận rồi. Không bé, bật 10 đi cô. Rẻ người luôn, mùa nhà. Chạy vô thì vô, bật này vô, hai bọt thì vô, bật này vô. Rồi, cảm ơn cô. Dạ, 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 dạ. Xe may các bạn. Đó. May này ký nhiêu chị? 60 à, lấy em nửa ký nữa nha. 60 nửa ký là 30. Dạ. Dạ. Đó, đây là trái may các bạn. Trái may nó có cái lông ở ngoài nè. Có gai ở ngoài nè. Sao thấy trái với đó nhỏ hơn trái này ha? Không thấy chen à, tại nó cũng dạ. Đâu chị là đem thử chị ngắt cái lột cái trái chị. Lấy trái đẹp đẹp nha. Đó. Cái này chín các bạn. Cái trái này nó còn mới. Lột em ăn luôn coi chua không? Chua dữ không chị? Đây. Đây, đây trái mây nè các bạn. Ăn chua chua ngọt nha. Thử coi. Đi vòng bên ngoài trước bạn, rồi đó mình mới đi vô trong chợ. Đó, đây là khung cảnh bên ngoài chợ. Rất là đông luôn. Thank you.
cái đoạn đường này là mình sẽ đi khoảng ngồi chợ Bách Hóa mà nó bán rau củ quả đó. Đây cô bán thuốc nốt không ạ, mua một chai uống thuốc nốt uống. Có bán cho nhỏ không cô? Lấy con cho nhỏ nha. Đây con me nữa nè. Đó. Lên TV luôn hả cô? Mặt trái nốt này bự hơn trái nốt ở kia nữa. Này ký 70 hay 60 cô? 70. Dạ. Dạ. Các bạn, chai thuốc nốt nè. Cái này là mình nấu mình có pha gì không cô? Không pha gì hết, mình nấu chỉ là sôi lên hớt bọt không cho nó chua. Dạ. Sôi lên hớt bọt không cho chua thôi ha. Dạ. Dạ. Cô dặn cái nắp ra một con nghe cô. Đây các bạn. Rồi con cảm ơn cô nha. Rồi mời tất cả mọi người cùng em uống thuốc nốt. Thử coi. À. Chú ơi. Cái này là ngọt dừa các bạn, không có ngọt gắt nha. Dạ. Nhiêu tiền cô? 10.000. 10.000 các bạn. Rồi uống thuốc nốt xong rồi, bây giờ mình đi sẽ vô bên trong chợ nha. Để quay cho tất cả mọi người cùng xem những cái mặt hàng ở trong chợ. Chú ơi. Xin vô chú, xin vô xe. Sao không về vậy? Cái đường hả? Cái đường sao không đi? Chú. Dạ không. Dạ dạ con. Dạ không. Lấy thịt sắp rồi. Dạ dạ không. Cho nữa đi. Dạ, dạ không. Dạ. Chú Phúc gửi tặng cho chú 200.000 nè. Nè. Phúc ấp hả? Tiền. Phúc ấp hả? Dạ dạ. Để riêng lưng em cho đó. Mình không có dám đứng nói chuyện cái đó nhiều mọi người. Mọi người thấy thì mọi người sẽ lại nhiều lắm. Đó. Đây có một cái đoạn đường đi vô nè. Đây là giữa chợ đi vô luôn nha. Dạ. Đây mang dép nè các bạn. Dép Lào Thái. Đó. Anh trai mua dép anh trai 20.000 đôi, 20.000. Này Lào Thái luôn hả anh? Hả? Lào Thái luôn hả? Lào thường hả? Đó, để quay Lào Thái cho mọi người coi coi. Là Lào Thái là bao nhiêu vậy? 50 đây. Lào Thái một đôi 50.000 ha. Đó, được trả giá không? Các bạn rồi Lào Thái nha. Lấy em đôi nha. Mua Lào Thái mang coi. Dạ. Không biết xây máy luôn á. 39 được không chị? Dạ. Màu khác được không? Ăn vừa quay luôn. Dạ ăn vừa quay luôn. Có luôn. À, 50.000 một đôi các bạn. À, tiệm mình bán dép Lào hay còn đồ chơi nữa hả chị? Dạ, được mẫu luôn. Dép. Mỹ phẩm. Đồ chơi. Nè quay mấy người nè, chưa có mang khẩu trang đó, ông làm ơn nhắc nhở gì ta rồi. Dạ, nhắc luôn. Dạ. Rồi lấy mấy đôi em trai. Dạ, lấy một đôi, màu đỏ màu xanh á. Dạ dạ. Dạ, ông bị gì chị? Dạ 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 dạ. À, ông bán hết số chưa ông? Dạ. Nữa để chú Phúc có gửi cho con gửi cho ông 400.000 nha.
Dạ. Rồi, con ông bị bệnh lâu chưa? Lâu rồi. Lâu hả? Dạ, dạ. Rồi con cảm ơn ông nha, chúc ông sức khỏe nha ông. Dạ. Dạ. Ở đây mình không có nói chuyện lâu được với mấy chú đâu bạn, tại ở đây là đường này là đông lắm. Cho em gửi xíu em lấy nha. Có cân 50. Dạ. Dạ. Đây đường này đông lắm bạn, mình không có đứng nói chuyện tâm sự với chú lâu được. Cảm ơn chị nha. Đây. Đâu anh đâu? Đâu anh đâu? Anh bán gì? Anh bán gì? Thạch dừa hả? Wow, đồ này là đồ Việt Nam với anh. Thạch tông lốt của Thái đó. Thạch tông Thái nè. Đó. Gian hàng của anh David Tèo. Anh David Tèo. Đó. Anh tên Tèo, những đẹp trai lắm các bạn. Đó. Chào chết. quên, hỏi có vợ chưa? Chưa luôn hả? Chưa vợ nha các bạn. Chưa có vợ nha. Có ai chỉ chết gì? Đó. Đây thốt nốt đặc sản của Tịnh Biên. Đặc sản Tịnh Biên các bạn. Thốt nốt. Đại ca ơi, cái gì đấy? Dạ, đây đó An Giang. Đây đó An Giang. Dạ. Đó. Thốt nốt Tịnh Biên. Được thốt nốt mà. Dạ là quay đặc sản Tịnh Biên một kẹp. Đâu anh? Đâu chị em ơi. Ồ kẹp mối chúa luôn. Chủ đây, chủ đây, chủ một kẹp. Chủ không, chủ một kẹp. Đây là còn sống hay là sao anh? Còn sống luôn. Để mình quay bộ kẹp cho mọi người xem nha. Đây 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 đây. Đó An Giang rồi. Nè bộ kẹp rớt. Ồ còn sống luôn mà. Sống. Rất bự. Để mình coi bóc thử coi. Nó kẹp không? Không. Này bạn có con rít nè. Đó. Để củi. Rít nè các bạn. Lần đầu tiên mình gặp con mồi kẹp này luôn á. Con này là nuôi sao anh? Con này nuôi hả? Trình công chia bắt về các bạn. Con này con gì? Con dơ hả? Con tắc kè bay. Tắc kè bay quá. Tắc kè bay. Dạ, con tắc kè bay. Đó, rồi con này là con gết con mồi kẹp nè. Đây mối chúa nè. Những cái con nào chúa đâu mối chúa nè. Con gì chưa chú? Con mối chúa. Mối các bạn. Ừ. Mối nó ăn cột cà mình đúng không? Mối người ta ở dưới cái gò mối. À dạ. Ta đào lên ta bắt con. Dạ. Con. Dạ. Con mối chúa nè các bạn. Đó. Con mối là những cái con mà nó kẹt hay ăn cái leo ở nhà mình hả? Con mối con đó là con mối khác, con mối nó ăn cây khác, con dạ. Mối này là con mối nó ở dưới gò dạ. Mối dưới đất. Dạ dạ. Đây. Cho mọi người coi là nít cái con mồi kẹp nè. Con bò cạp. Lần đầu tiên mình thấy luôn đó bạn. Con mồi cạp đó là có tác dụng gì hả chú? Ngâm rượu uống thì nhức mỏi tốt nữa. Dạ, ngâm rượu uống. Cảm ơn chú nha. Rồi, mình đi vô trong chợ tiếp bạn. Quá quá trời đông luôn kìa. Coi khăn rồi giống mùng đó nè. Tháng giêng là tháng ăn chơi. Tuổi ấy đó bóng tuổi đó. Tiền cặp tay hết sao không được. Đây con. Đây những cây dầu nữa các bạn. Đó. Dầu có chữ Thái đúng không ạ? Chữ Thái cái này nè. Em muốn xì nữa. Cái này cho gì ha anh? Dầu hết. Dầu hết hả? Dầu hết rồi đúng không?
Dạ cô Thái luôn ha anh. Cô Thái luôn. Dạ cô Thái không có mặt. Đó. Ở đây là những cái chai này chai nước bột giặt, nước giặt ha em. Nước giặt ở bên nhà có cho anh. Đây là cô Thái hay là của Việt Nam vậy? Cô Thái luôn hả? Đó. Đây này chị. Đó các bạn. Ở đây mình thấy bán nhiều nhất là những cái chai dầu của anh. Có rồi hả? Của con có chưa? Này, nhìn ra đây các bạn. Đó. Đây là dầu Thái không hả cô? Dầu Thái không dạ. Này cô làm ha, bớt dạ, khoảng này dầu gió. Dạ. Dầu gió, gió hả cô? Dạ. Một lốc gì là nhiêu tiền hả cô? 190 các bạn. Đó. Lốc gì là 190. Dầu gió. Đó. Một cái này 12 chai thì nó 200. Dạ. Cái này là cái này 6 chai chai lớn. Sức là nhức đầu đúng không cô? Dạ, nhức đầu chóng mặt rồi đó. Đó, còn đây nhức mỏi là nhức mỏi là sức nào cô? Nhức mỏi sức này tha khớp rồi đó. Dạ, tha khớp nhức mỏi ha, hay không cô? Cũng được lắm, xài người ta cũng mua cho dạ. Em. Dạ, chai này nhiêu hả cô? 50.000. 50.000, còn chai nào hay hơn đó không? Cái đó là tốt. Tốt nhất luôn hả? Dạ, nhức mỏi là tha nó nóng lên ha. Dạ, còn chai này, dạ, để con mua một chai ha. Chai này thì 40. Chai này 40. Cái này cũng 40 luôn. Cũng nhức mỏi hả cô? Nhức mỏi luôn. Dạ. Cũng nhức mỏi luôn các bạn. Chai này cũng nhức mỏi luôn nè. Nhức mỏi luôn, con muốn xài nào không? Dạ. Mình mua cho mẹ mình một chai. Đây con chai này nha. Dạ, chai này là tốt nhất. Nhất 50.000. 50.000 thôi. Không sợ lắm. Cái này thì đẹp. Không sợ vô đi mua đắt. Dạ. Cứ bỏ bình thường cho mập bình thường. Về nhà bỏ tôi ăn tí năm sau. Đây 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 đây. Nè ba kia tính tiền 45.000, 90, 135.000. Bán cho cái ai? Dựa trái cây. 70. Đó dựa trái cây của anh trai nè. Đó chờ mẹ luôn. Đó, này mẹ kiếm nhiêu anh? Mẹ này 70 anh. 70 ha, rẻ ha. Đúng dẻo. Dạ. Mấy này của mấy gì anh? Mày thấy thấy luôn. Thái về. Thái về. Em cho vlog ha. Em để đó ăn vàng. Để đó ăn vàng ha. Dạ. Cô ơi có mua không? Có. Cái dựa me khổng lồ. Con đi lẹt không biết đi mà thêm nè. Dạ. Bác sĩ bán lẻ rồi đó. Dạ. 70. Đây số điện thoại của anh nè các bạn. 70 thử đi cô. Bác sĩ bán lẻ luôn. Giờ giờ còn có bán cô 60 đó. Không 50. Không được. Đi đâu mà đi đâu giá mà lên cô. Bán lại lâu chưa anh? Bán lại lâu chưa? Dạ từ Tết tới giờ đó. Dạ. Tết giờ là trưng bày gì luôn hả? Dạ mới khỏi dịch là em trưng bày ra bán lại đó. Dạ. Này là clip hả? Dạ. Không phải YouTube. Phương Dương hả? Dạ. Phương Dương hả? Không phải phải, em đó, để đó ăn Giang. À. Dạ dạ. Mấy ký cô, múc cho. Đúng rồi. Sợ hư không à? Cái dựa me nhìn rất lớn luôn. Đó, lần đầu tiên thấy dựa me lớn như luôn á. Con nói với cô là có 30 cô luôn. Dạ, cô cái tên tử ở đây có bán đầu đàng hoàng lắm cô đẹp. Quay này đang quay này luôn. Dạ. Quay lên là uy tín ha. Quay lên uy tín á. Ở đây bán đồ uy tín nè. Dạ. Dạ. Có bán ký hay bình hả cô? 2 ký hay bình. Bình ký hay bịch? 1 ký hay bịch. Nhưng mà 2 ký. 1 ký hay bịch. Có 1 ký, 1 ký. Còn đây là cái hút nốt. Đây là có nhà đường rồi hả anh? Nó xin đường rồi anh, về mình để sữa đặc với nước đá là mình ăn rồi. Dạ. Khỏi cần làm gì nhiều hết trơn. Mình bây giờ mình nấu nước dùng đổ vô nữa không? Khỏi cần cô cứ để sữa đặc với hoặc là sữa tươi hay là nước đá là ăn nha cô. À. Ngon vậy đó, cái này hút nốt của Thái. Bữa cũng coi clip này miền Tây á. Dạ. Bước chân miền Tây. Bước chân miền Tây á. Ở đây là đi đây đó ăn vàng. Đúng rồi. Thì nói là ủng hộ kênh của anh đi chú. Cảm đủ nghe. Thí một đành 10 chứ cô đẹp. Đó. Rồi đây đông quá mình đi vô khác các bạn ơi. Để mọi người cùng bán. Đây, đây một dừa me nữa nè. Dừa me hãy nhớ. Đó. Quay chúng luôn ha. Vừa quay giữa me hãy nhớ các bạn. Đó. Ở đây có mấy loại me vậy em? Có ba loại, me Lào, me Thái, me Ủa. Đâu mẹ loại Lào là cái nào đó? À, chỉ me Lào cho anh thôi.
mây lào là mây nào đây em? Đó. Nó có khác nhau gì không? Mây lào thì nó chua hơn á anh, chua hơn mây Thái, nó chua ngọt chứ nó không có chua không à. Rồi đây mây lào đó, đó hả? Mây này là mây Thái anh. À, mây này ký nhiêu ta? Mây này ký 70. 70. Có loại lớn nó là 100. À, lớn 100 ngàn. Dạ. À, lấy anh nửa ký loại này đi. Mua về cho mẹ ăn thử. Em ăn thử đi anh coi. Rồi để thử nha. Mê nào anh? Mê này 70 quá anh. Mê này là mê uống dẻo nha. Ngọt không? Nó hơi ngọt. Còn cái này là chua ngọt. Chua ngọt hả? Chua ngọt là mê đầu chua ngọt. À. Mê Thái là nó ngọt. Mê Thái là ngọt hơn đó hả? Quay cái anh đó đó anh. Này à, lên lên YouTube. Còn đây là mấy gì nữa em gái? Đây này là mấy ú dẻo trên đó đó anh. Ú dẻo hả? Dạ. Không làm mấy thấy luôn hả? Dạ đúng rồi. Cái YouTube tên vậy anh, để chiều mấy em lên lên đăng ký anh. Tên anh là Để Đó An Giang. Để Đó An Giang hả? Đúng rồi. Đây Đó An Giang đúng không? Đúng rồi, biết không, quen không, quen không? Biết có. Rồi. Nhưng nấy luôn hả? Đây. Dưa me nè các bạn. Rồi cảm ơn em nha. Rồi, không có gì. Rồi, ở đây là cái dưa mắm nè các bạn. Đi qua quay dưa mắm luôn. Đấy. Dịp thôi. Đây, dưa mắm đây. Chào cô. Đây, dưa mắm đây. Mắm Trung Hoa. 6 số 7. Rồi, quay cận cảnh mắm cho người xem nè. Cho cô mắm trước nha cô. Ờ, quay đi. Dạ. Đây các bạn. Rất là nhiều loại mắm nha. Đó. Em có chốt là có giá đây luôn nè. Không mà nó nhìn nó nữa. Đủ rồi giá đây luôn. Cũng có lóc nè. Mắm này 150, 150, 140, 130, 120, còn các hứa thì 150, các phi lê 180, dạ. Mắm Thái thì đủ loại. Đủ loại. Cơ các loại mắm, mắm chèm từ 300, chèm xuất khẩu. Dạ. Đó các bạn, đủ loại mắm luôn. Đủ loại mắm luôn các bạn. Rồi, đi qua đây nha. Ngoài đây cũng mắm luôn nè, ít chè mắm luôn. Dạ. Đây là thiên đường mắm bà giáo Hương. Dạ. Đây mắm vừa khô nè, khô cái chà phòng. Quay xíu nha anh. Đây các bạn, đủ là mắm luôn nè. Đó. Đu Thái. Mỗi mắm mà có giá khác nhau các bạn. Đó, đây là ba khía trộn nè. Ba khía trộn thì 1 ký 120 ngàn. Đó. Ba khía rất là ngon nha. 120 ngàn. Đây là các loại khô nè. Đó. Khô này là khô cá sủ hả anh? Cá sủ hả? Dạ này cá sủ nè, cá sủ là một nè. Dạ. Cá sủ là một các bạn. Đó. À đây cá sủ là ký nhiêu thế anh? Cá này loại 350. Dạ. Còn cái này nhỏ hơn là rẻ hơn nhỏ hả? Nhỏ hơn 150, cái này 170. Dạ. Đó. Quay lên cái bảng rồi số điện thoại ai ăn. Đây, mắm bà giáo khỏe nè. Anh nhờ quay số điện thoại giùm luôn. Đó. Cảm ơn chị nha. Và wow, đây là thiên đường mắm luôn nè các bạn. Nhiều như là ở Châu Đốc luôn á.
cái đốc cũng nhiều như vậy nè. Bây giờ ăn khô rồi luôn dạ. Dạ, cho quay khô cho anh luôn ha. Đó, khô cá sủ. Đó, quay cho người biết cái vị trí khô lại mua nha. Mắm hiệu mắm luôn. Dạ, hiệu mắm luôn. Đó, có bà khí nữa nè. Nay thì chợ đông quá bạn, mình không có lại nói chuyện hay hỏi nhiều được. Đó. Đây là mắm cá sặc các bạn. Mắm cá sặc với mắm cá linh rồi mắm cá lóc nữa nè. Ở này có mắm cá rô đây các bạn. Mắm cá rô nha. Đó, mắm cá dinh dinh nè. Đây là cái sạc hả chị? Dạ. Yeah. Đây, mắm cái sạc nha bạn. Đây là thiên đường mắm ở Tịnh Biên. Đó, chợ đốc cũng có thiên đường mắm đó các bạn. Nhưng mà mình cảm nhận là có thể là ít hơn ở đây nữa nha. Ở đây đông lắm, đông và nhiều mắm lắm. Các bạn cái góc chợ bên đây á thì bán đa số là mắm không à. Đó, nguyên góc chợ này luôn. Kit bồ. Kit bồ 700.000. Đó. 100 đem mua ha ra đây nè. Được không? Dạ. Tôi biết tôi còn 101 đi. 100 đi. Con muốn mua xuống nha. Đó là những hình ảnh của chợ cửa khẩu Tịnh Biên. Thì trong video lần này em chỉ quay những cái mặt hàng của Thái nè, rồi đường thốt nốt, rồi thiên đường mắm ở chợ Tịnh Biên. Còn những mặt hàng độc lạ thì trong video này em không có quay. Trong video này thì em sử dụng số tiền của chú Mã Đức Phúc, tổng số tiền còn lại của chú là 400.000, thì em sẽ sử dụng trong video lần sau nha. Còn cảm ơn chú Phúc rất là nhiều đã giúp con thực hiện cái video lần này. Tới đây em xin kết thúc video đây luôn. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh này đó dàn của em. Em chân thành cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha. Đây là toàn cảnh của chợ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.